chương 561, các ngươi cùng lên đi. Khố tu thần cùng khố tu ma cứ như vậy mang theo rất nhiều ma tộc mênh mông đung đưa tìm đến đến kế ngôn. Khố tu ma nhìn thấy kế ngôn, trong lòng của hắn nhịn không được nhảy một cái. Kế ngôn khí tức hiển lộ, cho người ta một loại phong mang cảm giác. Nếu như nói lúc trước hắn nhìn thấy kế ngôn là giấu đi mũi nhọn tại vỏ, nội liễm trầm ổn, hiện tại kế ngôn thì là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàng quan bắn ra bốn phía, phong mang bức người. Linh lực quanh quẩn, cả người ở vào một loại bất cứ lúc nào bộc phát trạng thái cùng đi theo ma tộc cũng nhìn ra được, kế ngôn đây là ở vào làng ranh đột phá. Hắn đến cùng bao nhiêu lớn rồi. Lại sắp đột phá rồi. Cho dù là giết người như ngoé khố tu ma trong lòng thầm giật mình. Kế ngôn cốt linh không gạt được người, tuổi trẻ bồng bột khí tức, khẳng định còn không có vượt qua 25 tuổi. Thay lời khác tới nói, hắn mới vừa cai sữa không lâu. Dạng này người đã là Nguyên Anh sơ kỳ, lại đột phá, đó chính là Nguyên Anh trung kỳ. Không đến 25 tuổi Nguyên Anh trung kỳ, thánh tử cũng làm không được a à? Cố Tu Ma trong lòng có mấy phần lùi bước. Người trước mắt này lai lịch bất phàm, không chừng đến từ ẩn thế đại gia tộc, cái này tuyệt không phải là Cố gia có thể đắc tội tồn tại. Cách không được nhung đôn trong đêm ly khai đang âm thành, nguyên lai hắn đã sớm rõ ràng điểm này sao? Đáng chết, sớm biết rõ trước đây liền hỏi rõ ràng tình huống tốt. Cố Tu Ma bên này do dự, mà ca ca của hắn cũng đã là đỏ lên hai mắt. Nhìn chồng chọc vào kế ngôn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống kế ngôn. Tu luyện người, khó có dòng giỏi thật vất vả xuống một cái trứng, kết quả bị trước mắt cái này đáng chết gia hỏa đánh chết. Không đem hắn chém thành muôn mảnh, giải thích như thế nào mối hận trong lòng. Chính là ngươi giết nhi tử ta, ngươi đáng chết. Kế Ngôn nhìn xem Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai huynh đệ cùng đến, trong lòng mừng rỡ. Ta đang kém một điểm mới có thể đột phá, các ngươi sẽ đưa lên cửa. Kế Ngôn trường kiếm vung lên, đối Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai người nói, các ngươi cùng lên đi. Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma nghe vậy giận dữ, quá xem thường người. Đáng chết, ngươi đừng quá càng rỡ. Khố Tu thần nhịn không được, phẫn nộ, sát ý thôn vệ lý trí của hắn, hắn trực tiếp xuất thủ, mà lại vừa lên đến chính là sát chiêu. Hoàng Tuyền Quỷ Trảo. Chung quanh âm phong từng cơn, một cái to lớn quỷ trảo xuất hiện không trung, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, như cùng đi đến địa ngục. Cùng đi theo người, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Ta đi, Khố gia tuyệt chiêu một trong, Hoàng Tuyền Quỷ Trảo, địa cấp công pháp a. Đây là hạ tử thủ. Có thế không dưới tử thủ sao? nhi tử cũng bị người giết, cái này thế nhưng là cố tu thần đại nhân duy nhất một đứa con trai A. Cái kia gia hỏa có thể lấy ngăn cản A. Làm sao cản? Cái này thế nhưng là địa cấp công pháp, để ở nơi đâu đều là bị tranh đoạt đối tượng đây. Có người cười lạnh không thôi, đúng đấy, còn to tiếng không biết thẹn, nói muốn cùng tiến lên, thật không biết trời cao đất rộng. Cùng đi theo ma tộc không có mấy cái được chứng kiến kế ngôn thực lực, cũng cảm thấy kế ngôn lần này ngăn cản không nổi. Khố tu thần so với nhi tử khố giới cường đại, hắn một chiêu này vô luận là thanh thế vẫn là uy lực cũng mạnh. Quỷ trảo rơi xuống, âm phong hô hô, âm phong hô hô, như là có vô số quỷ hồn đến đây lấy mạng. Một chiêu này, kế ngôn đã từng gặp qua. Đối với hắn mà nói, một điểm uy hiếp cũng không có, hắn mí mắt nhất cũng không nhất một cái. Một kiếm rơi xuống, như là lợi kiếm phá sao mà ra, rơi xuống quỷ trảo bị xuyên thủng, cuối cùng tại kiếm ý dạo sát phía dưới, nương theo lấy trận trận tiếng nổ, quỷ trảo biến mất trên không trung. Giữa thiên địa khôi phục thanh tĩnh, kế ngôn đứng ở tại chỗ, kiếm chỉ khố tu thần cùng khố tu ma, ta nói qua, hai người các ngươi cùng tiến lên, nếu không không phải là đối thủ của ta. Quan chiến ma tộc lập tức bị kinh trụ. Một kiếm liền phá địa cấp công pháp hoàn tuyền quỷ trảo, loại thực lực này vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Không ít ma tộc nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin. Đây, đây là thật. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cách không được nói muốn hai người bọn họ huynh đệ cùng tiến lên, nguyên lai hắn không phải nói nói mà thôi. Cái này, thật là đáng sợ. Khố tu thần cũng khó có thể tin, không thể tin được công kích của mình bị kế ngôn như thế nhẹ nhõm phá giải. Hắn sau khi tỉnh hồn lại, cắn răng, sát khí càng tăng vọt hơn, tốt, tốt, trách không được ngươi như thế phách lối, nguyên lai là có mấy phần thực lực. Giết. Khố tu thần không có tính toán cùng đệ đệ cùng một chỗ liên thủ, vừa lên đến chính là hai huynh đệ liên thủ, coi như thắng, mặt mũi cũng khó nhìn. Khố tu thần điều động thể nội linh lực, hội tụ ở quyền, cả người như là như thiểm điện thẳng hướng kế ngôn. Hắn ánh mắt âm tàn, một phát ra lực lượng cường đại, hận không thể một quyền đem kế ngôn đánh thành vô số mảnh vỡ. Ken. Nhưng mà một vòng hàng quang xuất hiện, vô khâu kiếm xẹt qua, khố tu thần trong lòng còi báo động đại tác, không nói hai lời, bước ra trở ra. Phốt. Khố tu thần bị đau, tiên huyết vẩy ra. Trở về nơi cũ tới khố tu thần khó có thể tin chính nhìn xem bả vai. Một đạo vết thương kinh cũng theo bờ vai của hắn kéo dài đến khuỷu tay, nếu không phải trốn tránh kịp thời, hắn cái cánh tay này chính là phế đi. Kế ngôn lắc đầu, nói để các ngươi cùng tiến lên, làm sao lại là không nghe đây. Dứt khoát chủ động xuất kích, vô khâu kiếm vung ra, kiếm quan đột khởi. Tiêu giao kiếm quyết. Kế ngôn như là ngự phong mà đến tiên nhân, một kiếm rơi xuống, đem khố tu thần, khố tu ma hai huynh đệ cùng một chỗ bao phủ đi vào. Khố tu thần cùng khố tu ma vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới kế ngôn như thế cùng vọng, thế mà muốn vừa rút hai. Khố tu ma gầm thét, rút ra trường đao, đáng chết, ngươi làm thật sự cho rằng ngươi có thể đánh thắng được huynh đệ chúng ta liên thủ sao bên trên nhóm chúng ta liên thủ giết hắn khố tu thần vuốt một cái trên cánh tay tiên huyết liếm liếm ngón tay bộ mặt vặn vẹo sát ý đầy đồng ta muốn nuốt sống hắn huyết nhục đến cái này thời điểm nói nhiều hơn nữa cũng vô ích khố tu thần khố tu ma hai huynh đệ đồng thời xuất thủ hai người vừa ra tay chính là long trời lỡ đất khố tu thần cũng lấy ra vũ khí của mình một cái đại phủ lưỡi búa hình dạng quỷ dị giống một tấm ác quỷ mặt lưỡi búa cơ hồ chiếm búa toàn bộ dáng dấp hai phần 3. một đao một búa cùng nhau hướng về phía kế ngôn đánh xuống. Hoàng tuyền trảm. Hai huynh đệ sử xuất cùng một chiêu thức, bộc phát ra uy thế lại không hết tương đồng. Khố tu ma trường đao rơi xuống, như là hoàng tuyền hà thủy xuất hiện, quan hồn cùng quỷ hồn cùng xuất hiện, nhiễu tâm thần người, dọa người tâm hồn. Khố tu thần đại phủ rơi xuống, như là địa ngục lấy mạng quỷ sai, mang theo diêm vương mệnh lệnh, đến đây thu hoạch thế gian sinh mệnh. Khoảng chừng giáp công mà đến, khố tu ma cùng khố tu thần hai huynh đệ phối hợp ăn ý. Nhiễu loạn tâm thần, hoảng sợ tâm trí đồng thời, sát chiêu che giấu trong đó, hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình hồn diệt hạ tràng. Hai huynh đệ liên thủ, phương viên trăm dặm, như là thành một cái nhân gian địa ngục, âm phong gào thét, quan hồn kêu rên. Chương 562, lấy một địch hai. Vây xem ma tộc không gì sánh được kinh hải, mặc dù là đứng ở bên cạnh quan chiến. Nhưng là bọn hắn cũng bị lan đến gần. Vô số người thấy được quan hồn cuốn lên bọn hắn, quỷ sai đến đây lấy mạng. Tu luyện người, cái nào trong tay không có dính vào tiên huyết không ít ma tộc còn tưởng rằng bị tự mình giết chết người trở về tìm bọn hắn lấy mạng đạo tâm bất ổn ma tộc bị dọa đến thét lên tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng có chật vật mà chạy hoảng sợ không thôi làm trò hề càng nhiều ma tộc liên tiếp lui về phía sau thẳng đến thối lui ra khỏi phạm vi bên ngoài mới khôi phục tới rất nhiều ma tộc sắc mặt trắng bệch sợ không thôi nhìn xem liên thủ khố tu thần khố tu ma hai huynh đệ trong lòng bọn họ sinh ra kính sợ hai người này quá mạnh đi chắc không được Khố gia có thể một mực bá chiếm đang âm thành. Có hai người này liên thủ, còn có ai dám đi khiêu chiến Khố gia, có ai dám đi làm đang âm thành thành chủ? Quả thật là đáng sợ, cái kia gia hỏa chết chắc a. À. Tuyệt không đường sống, Khố tu thần đại nhân cùng Khố tu ma đại nhân liên thủ, có ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Đông đảo ma tộc cũng cảm thấy kế ngôn chết chắc. Không ít ma tộc nhao nhao lắc đầu thở dài, ai, như thế phong phú tiền thưởng, cuối cùng vẫn là bị bọn hắn chính Khố gia lấy về. Đáng tiếc, đáng tiếc a. À. Bỗng nhiên, một vòng quang mang sáng lên, chiếu rọi đông đảo ma tộc con mắt, chúng ma tộc theo bản năng hít mắt. Không ít người trong lòng kinh ngạc, mặt trời rơi xuống sao? Có ma tộc bỗng nhiên hô to, các ngươi xem. Không phải mặt trời rơi xuống, mà là sao mặt trời còn chói mắt hơn kiếm quang xuất hiện. Một đạo trăm ngàn trượng kiếm quang sáng lên, như là kình thiên chi kiếm, phá vỡ mờ tối không gian, chiếu rọi thế gian. Đánh tan khố tu thần cùng khố tu ma liên thủ tiến công. Cường đại kiếm ý tứ ngược vây xem ma tộc cũng thay đổi sắc mặt, lần nữa hoảng sợ. Đây là người có thể tu luyện ra được kiếm ý sao? Thực lực yếu ớt, đạo tâm bất ổn một chút ma tộc, trực tiếp quỳ xuống. Thể nội sợ hãi nhường bọn hắn tại cổ này cường đại kiếm ý trước mặt cúi đầu. Tất cả ma tộc sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoảng. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế kiếm ý. Nơi này có không ít ma tộc lại tới đây là nghĩ đến tìm kế ngôn báo thù, bọn hắn người thân bạn bè hảo hữu lúc trước chết tại kế ngôn dưới kiếm hiện tại tự mình cảm nhận được kế ngôn kinh khủng kiếm ý, có ma tộc đã bỏ đi ý niệm báo thù. Lợi hại như vậy tồn tại, tự mình không cần thiết đi chịu chết. Trở về ăn tịch được rồi, không cần thiết đem tự mình góp đi vào, nhiều người khác ăn tự mình tịch. Tại một kiếm này trước mặt, khố tu thần cùng khố tu ma liên thủ công kích, bị kế ngôn nhẹ nhõm hóa giải. Khố tu ma thần sắc kinh hải, mặc dù không phải lần đầu tiên cảm nhận được kế ngôn kinh khủng kiếm ý. Đây là lần thứ hai, nhưng mà vẫn như củ nhường nội tâm của hắn nhịn không được trung khố tu thần sau so khố tu ma càng thêm hoảng sợ cổ kiếm ý này trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy kiếm gia đây tuyệt đối là thánh địa kiếm gia có kiếm ý hắn cùng đệ đệ khố tu ma công kích bị đánh tan khố tu ma quát to một tiếng ngươi cùng kiếm gia là quan hệ như thế nào không có quan hệ kế ngôn liền kỳ quái làm sao luôn luôn có người nhất lên kiếm gia hẳn là kiếm gia mới là ma tộc nơi này mạnh nhất sao nghĩ tới đây kế ngôn đấu trí lại một lần nữa bộc phát nếu là mạnh nhất sớm như vậy muộn muốn cùng bọn hắn đối đầu hiện tại mau chóng tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo ông vô khâu kiếm phát ra một tiếng kiếm minh phong mang kiếm ý lại một lần nữa quét sạch ra lại một lần nữa công hướng khố tu thần cùng khố tu ma hai người khố tu thần khố tu ma hai người vừa sợ vừa giận kế ngôn mặc dù phá bọn hắn công kích nhưng bọn hắn cũng không có nhận tổn thương gì kế ngôn vẫn là đối hai người bọn họ xuất thủ thật sự cho rằng ngươi vô địch sao khố tu thần hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát hướng về phía cố tu ma hét lớn một tiếng giết hắn cố tu ma thần sắc băng lãnh hôm nay nhất định phải giết kế ngôn chỉ có giết kế ngôn mặt mũi của bọn hắn mới có thể duy trì ở ngang tay cũng không được nếu không hai người không cần lăn lộn cố tu thần hai mắt đỏ thẫm thể nội sát khí bộc phát quanh quẩn ở bên cạnh hắn như là một vị địa ngục ác ma trường đao trong tay sáng lên màu đỏ sậm quang mang sát khí ngút trời một đạo trăm trượng đao quang hung hăng đánh xuống đao khí quét ngang tác động đến chung quanh hư không bên trong tựa hồ xuất hiện khe nứt to lớn. Kế ngôn không có trốn tránh, vô khâu kiếm vung ra, to lớn kiếm quang đón lấy. Đao kiếm tương giao, to lớn tiếng oanh minh vang lên, đao ý, kiếm ý va nhau, linh lực tứ ngược. Vù vù. Phương viên hơn 10 dặm cuốn lên vô tận bụi mù, chỗ đến, cây cối, cự thạch nhau nhau hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đại địa nổ tung, xuất hiện vô số khe hở, lực tàn phá kinh khủng, nhường quan chiến ma tộc sợ mất mật, đẩy lại đẩy. Mà ở trong bụi mù, một vòng hồng quang sáng lên. Cố tu thần như là một tên thích khách, theo không tưởng tượng được địa phương, cầm trong tay đại phủ giết tới kế ngôn trước mặt. Đồng dạng đỏ hồng mắt hắn, toàn thân tản ra màu đỏ sậm sát khí, đại phủ trong tay như là một cái ác quỷ, giữ tận gào thét, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng rít, hung hăng bổ về phía kế ngôn. Cố tu thần hai mắt đỏ thẫm, lại giấu giếm đắc ý. Ta không tin ngươi còn có thể ngăn cản được. Cố tu thần vẫn là đồng dạng sáo lộ, lần nữa chém giết gần người. Hắn không tin kế ngôn còn có thể ngăn cản đối với đột nhiên giết ra khố tu thần, kế ngôn không có bất kỳ kinh hoảng. Biểu lộ lạnh lùng, vô khâu kiếm trở về thủ. Đang. Đại phủ cùng trường kiếm va nhau. Đồng dạng là một cổ vô hình khí tức bộc phát. Vô hình sóng xung kích, không thể so với vừa rồi bộc phát trên lệch, vẫn như cũ điên cùng tứ ngược lấy chung quanh. Ba người bên người địa hình đã bị tứ ngược hoàn toàn thay đổi. Đại địa vỡ ra, ngọn núi sụp đổ, như là trải qua mấy trận địa chấn, vô cùng thê thảm, cảnh hoàn toàn khắp nơi. Kế Ngôn mặc dù đỡ được Khố Tu thần công kích, nhưng to lớn cường độ nhường hắn thổ huyết bay ngược hơn 10 dặm có hơn. Ma tộc lực lượng cường đại cũng không phải nói một chút mà thôi. Khố Tu thần nhìn thấy Kế Ngôn rốt cục bị tự mình đánh bay, tinh thần chấn động, lòng tin tăng nhiều. Ngươi cái này trang bê gia hỏa không phải vô địch, hai huynh đệ chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể giết ngươi. Khố Tu ma cũng là như thế, lòng tin của hắn sau Khố Tu thần càng đầy. Ta đại ca đều có thể đem ngươi đánh bay, lực lượng của ta so ta đại ca mạnh hơn ta xem ngươi như thế nào ngăn cản công kích của ta. Hắn hét lớn một tiếng, đại ca. Khố tu thần lập tức lĩnh hội khố tu ma ý tứ. Muốn cho hắn đánh yểm trợ, ngăn chặn kế ngôn, nhưng khố tu ma có cơ hội giết đến kế ngôn trước mặt. Cắn răng, khố tu thần gầm thét một tiếng, mặt quỷ đại phủ tỏa ra ánh sáng, một tấm mặt quỷ hồ chân chính sống lại. Sau đó một cái vài trăm mét răng nanh ác quỷ xuất hiện, dương nanh múa vuốt nhào về phía kế ngôn. Chương 563, vô địch một kiếm. Vài trăm mét ác quỷ dương nanh múa vuốt, như là chân chính địa ngục ác quỷ, ác quỷ gào thét, nhào về phía kế ngôn. Khố Tu Ma cũng theo sát phía sau, một đao bổ ra, vô số vang hồn nhìn tựa hồ là đi theo ác quỷ, cùng một chỗ thẳng hướng kế ngôn. Thế gian lần nữa tối xuống, như là quỷ vực giáng lâm. Kế ngôn bị Khố Tu thần một lưỡi búa bổ đến thể nội huyết khí cuồn cuộn, bị thương. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là càng phát ra sáng tỏ, chiến ý càng phát ra tăng vọt, đây mới là hắn muốn chiến đấu. Xông lên trời, nhìn xem đánh tới ác quỷ. Kiếm ý bộc phát, một tiếng long ngâm như là cửu thiên thần long hạ phàm một cái màu bạc thần long từ trên trời giáng xuống kiếm ý biến thành thần long cùng ác quỷ giao chiến cùng một chỗ cơ hội khố tu ma thấy được cơ hội tay hắn cầm trường đao xuất hiện tại kế ngôn trước mặt nhìn xem gần trong gan tất kế ngôn khố tu ma nổi giận gầm lên một tiếng trường đao hung hăng bổ ra chết lực lượng cùng bạo mãnh liệt mà ra hủy thiên diệt địa một đao rơi xuống hủy diệt khí tức quét sạch thương khung lực lượng cường đại nhường thương khung run rẩy xuất hiện vô số đầu màu đen khe hở, như là sắp cái gương vỡ nát. Khủng bố như thế một màn, nhưng vây xem ma tộc lần nữa hoảng hốt, hoảng sợ không thôi. Bọn hắn tự nhận tự mình không cách nào ngăn cản một chiêu này, tại một chiêu này trước mặt, khó thoát khỏi cái chết. Hắn ngăn cản không nổi đi. Không ít ma tộc nhìn xem kế ngôn, trong lòng âm thầm nghĩ. Khố tu thần cùng khố tu ma hai người liên thủ, khoảng chừng giáp công, hai người cũng sử xuất tuyệt chiêu của mình. Đánh xa có khố tu thần, cận chiến có khố tu ma. Một xa một gần, phối hợp ăn ý. Không có ma tộc cho rằng kế ngôn có thể ngăn cản được. Kế ngôn cũng cảm nhận được không gì sánh được áp lực. Khố tu thần, khố tu ma hai người liên thủ, hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản. Nhưng là, đây không phải mình muốn sao. Kế ngôn lộ ra nụ cười, lần nữa khẳng định đi vào ma tộc nơi này, đến đúng rồi. Tại hai người công kích tới lâm trước đó, kế ngôn ngược lại nhắm mắt lại. Đang ở trước mắt khố tu ma nhìn thấy kế ngôn lại dám nhắm lại đã, lập tức sững sờ, là dự định từ bỏ sao nhưng là, coi như ngươi từ bỏ, ngươi cũng phải chết. Cố tu ma trong lòng quyết tâm. Hắn chẳng những không có lưu thủ, ngược lại lại lần nữa bộc phát hơn lực lượng cường đại. Thánh tộc người xưa nay sẽ không có thương hại có thể nói, đối với địch nhân, sẽ chỉ đau nhất hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ không rộng lượng tha thứ. Nơi xa, không ít nhãn lực tốt ma tộc cũng nhìn thấy kế ngôn thế mà nhắm mắt lại, nhao nhao xôn xao. Cũng cái này thời điểm, là đang giả vờ cung, vẫn là đang chờ chết. Hắn là từ bỏ sao? Hắn đang chờ chết ha ha, đáng đời. Nhưng mà, sau một khắc, kế ngôn mở to mắt, bình bình đạm đạm đâm ra một kiếm. Tất cả nhìn chằm chầm kế ngôn ma tộc kỳ quái. Có ma tộc nhịn không được nói, chuyện này cũng không có gì lạ thường. Hắn vẫn chưa nói xong, sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Chung quanh ma tộc cũng là như thế. Tất cả ma tộc sắc mặt cũng thay đổi, cuồng biến. Tại trong con mắt của bọn họ, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Vô khâu kiếm sáng lên quang mang mãnh liệt, hóa thành kinh thiên một kiếm vô số ma tộc tựa như thấy được hư không bên trong, sáng lên một điểm quang mang, tự hồ theo dòng sông thời gian bên trong xuyên qua mà đến, hóa thành không thể địch nổi kiếm quang, trảm diệt đầy trời sao trời, phá diệt ngàn vạn thế giới. Phốc! Phốc! Vô số ma tộc nhao nhao thổ huyết. Có người hô to, không thể xem, đây không phải nhóm chúng ta cảnh giới này có thể nhìn thấy đồ vật. Nhắm mắt lại, nếu không thân tử đạo tiêu. Nhưng mà lời này đã muộn một chút. Cảnh giới thấp, thực lực không đủ, đạo tâm bất ổn ma tộc nhao nhao thổ huyết, hét thảm lên. Kế ngôn một kiếm này quá huyền diệu, không phải những này ma tộc có thể xem. Không ít ma tộc kêu thảm, linh lực trong cơ thể mất khống chế, bộc phát, toàn thân tiên huyết trực phúng, như là bị kế ngôn công kích, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, không biết rõ chết sống. Loại này tình huống dọa sợ không ít ma tộc, nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn nhiều. Khố tu thần cùng khố tu ma hai huynh để lúc đầu lòng tin tràn đầy, cảm thấy hai người liên thủ, một gần một xa, cảm thấy kế ngôn lần này cho dù ngăn cản được hắn cũng chết chắc rồi nhưng mà một kiếm này xuất hiện chói mắt kiếm quan trực tiếp đau nhói hai người ánh mắt khố tu thần cùng khố tu ma cơ hồ là đồng thời khó có thể tin hét trầm lên không không có khả năng một kiếm này cho dù thân là nguyên anh bọn hắn cũng xem không hiểu một kiếm này một kiếm này như là tiên nhân chi kiếm giữa phàm thế không người có thế địch khố tu thần cùng khố tu ma hai người tràn đầy tự tin công kích tại một kiếm này trước mặt tan thành mây khói triệt để sụp đổ biến mất cuối cùng hai người cũng bị một kiếm này triệt để bao phủ hét thảm lên a à, thanh âm vang vọng, đi thảm quanh quẩn giữa thiên địa. Vô số ma tộc nghe tiếng biến sắc, nhưng bọn hắn không dám nhìn nhiều. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, vây xem ma tộc mới dám cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn về phía vừa rồi chiến trường. Một cái hơn 10 dặm rộng vết rách xuất hiện tại đại địa phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới cái gặp một mảnh đen như mực, sâu không thấy đáy. Tựa như một cái to lớn khe nứt, cũng giống một cái địa ngục cửa ra, thông vệ hết thảy sinh mệnh. Một kiếm, liền tạo thành khủng bố như thế khe hở tất cả ma tộc lại một lần nữa thật sâu kính sợ bắt đầu. Một kiếm này nếu như xuống tại trên người bọn họ, bọn hắn liền cặn bã cũng không có thừa. Khố tu thần cùng khố tu ma thân ảnh biến mất, cũng không có cảm nhận được bọn hắn khí tức, tự hồ bọn hắn đã biến mất tại kế ngôn một kiếm kia bên trong. Kế ngôn vẫn như cũ huyền lập ở trên trời, giờ khắc này, không có ma tộc còn dám xem nhẹ kế ngôn. Cũng không người nào dám nói lung tung, cẩn thận nghiêm túc, đại khí không dám nhiều thở, chỉ sợ đã quấy rầy kế ngôn. Cứ việc kế ngôn hiện tại khí tức bất ổn, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, chúng ma tộc có thể cảm thụ được kế ngôn suy yếu. Nhưng không người nào dám xuất thủ, liền liền giấu ở trong đó Nguyên Anh cũng không dám làm loạn. Tất cả mọi người đều kính sợ nhìn xem kế ngôn. Kế ngôn nhìn xem bừa bộn chiến trường, lại quét đông đảo ma tộc một cái, nhàn nhạt nói, còn có người muốn tới sao? Trầm mặt, chết đồng dạng yên tĩnh. Không ít ma tộc ở trong lòng chữ bậy, hiện tại chỉ có đầu óc quất người mới dám cùng ngươi đánh. Không ai dám đứng ra, dù là trước đó những cái kia nghĩ đến muốn vì người thân bạn bè hảo hữu báo thù ma tộc không dám nói muốn báo thù. Thấy không người ra, kế ngôn lại nói, đã dạng này, cũng ly khai đi, ta không hy vọng trong vòng trăm dặm có người xuất hiện. Không có người có ý kiến, cũng không người nào dám nghi ngờ. Đây chính là cường giả uy tín, không dám khiêu chiến cường giả uy tín, vậy liền ngoan ngoãn nghe theo cường giả mệnh lệnh. Đông đảo ma tộc rời đi về sau, vẫn như cũ nhịn không được quay đầu lại nhìn xem kế ngôn vị trí. Có người dám than thở, sắp biến thiên. Cố tu thần, cố tu ma hai huynh đệ cùng nhau mà đến, cuối cùng rơi xuống một kết quả như vậy, cố gia thực lực đại tổn. Chỉ còn lại cố gia lão tổ một cái nguyên anh. Có thể đoán được đạt được, đến thời điểm còn sẽ có một trận ác chiến. Đang âm thành thế lực cũng sẽ vì vậy mà tẩy bài. Chương 564, trong bóng tối địch nhân. Đại nhân. Kế ngôn trở về, út Mộng hai mắt bốc lên tinh tinh chào đón. Tiểu viên hầu ở bên cạnh chi chi kêu, hai tay làm cúng bái động tác. Kế ngôn thực lực cường đại, lại một lần nữa nhường Úc Mộng cùng Tiểu Viên Hầu sùng bái. Một kiếm kia kinh khủng, nhưng cách thật xa một người một kỹ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Đại nhân, ngươi quá lợi hại. Úc Mộng sùng bái nói, nàng đã là kế ngôn nhỏ mê muội, hai cái nguyên anh cũng đánh không lại ngươi, quá lợi hại. Đối với đánh bại Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai huynh đệ, kế ngôn không có bất kỳ vẻ đắc ý. Hai người này không yếu, nhưng cũng không tính mạnh nhất, đối với hắn còn không tạo được quá lớn uy hiếp. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là cùng thu hoạch so sánh điểm ấy tổn thương không tính là cái gì. Kế ngôn bàn giao một câu, ta muốn bế quan đột phá. Sau đó lại lần nữa nhảy lên một cái cây, bắt đầu tĩnh tọa, thể nội khí tức lại lần nữa bắt đầu chậm rãi sôi trào. Trải qua hôm nay một trận chiến, kế ngôn cảm giác được đột phá thời cơ đã đến. Úc mộng nghe được kế ngôn muốn bế quan đột phá, lập tức khẩn trương bắt đầu. Nàng biết rõ điều này có ý vị gì. Một khi đột phá bị quấy nhiễu, đột phá thất bại còn dễ nói, đột phá thất bại bị phản vệ đó mới là đáng sợ nhất hơi không cẩn thận bỏ mình hồn diệt khẩn trương úc mộng không nói hai lời gọi lại tiểu viên hầu đối tiểu viên hầu nói tiểu bạch nhóm chúng ta đến bảo hộ đại nhân phòng ngừa có người khác tới quấy nhiễu được đại nhân tiểu viên hầu một thân trắng như tuyết lông tóc úc mộng ngay từ đầu gọi là tiểu bạch hầu về sau kêu kêu cứ gọi tiểu bạch tiểu viên hầu nghe xong lập tức xoay người đi tìm nó giấu đi dao găm lấy ra tại dùng lực quơ tự hồ muốn nói ai dám đến ta liền giết chết ai mặt trời ngã về tây màu đỏ ánh trăng lần nữa phủ kín đại địa. Úc Mộng cùng Tiểu Viên Hầu trông coi đống lửa, cảnh giác nhìn xem chu vi. Chung quanh mặc dù ngẫu nhiên có vài tiếng giả thú tiếng trống, nhưng là có kế ngôn ở chỗ này ngồi, hắn khí tức không chút nào giấu giếm. Chỉ cần có chút mẫn cảm giả thú đều sẽ chạy xa xa, không dám tới gần nơi này. Úc Mộng chỉ là một phàm nhân, dù là thân là ma tộc, tố chất thân thể so với 13 châu phàm nhân, nàng cũng hầu như về là một phàm nhân. Bàn về tinh thần, nàng còn không bằng Tiểu Viên Hầu có tinh lực. Vẫn chưa tới nửa đêm, út mộng đã hai mắt mông lung mí mắt bên trong giống như có thiên cân trụy lấy không ngừng ngáp dài hận không thể bất cứ lúc nào ngã xuống đất ngủ mất nhưng là mỗi khi út mộng cảm thấy mình mắc buồn ngủ thời điểm liền sẽ ngẩng đầu nhìn một cái trên cây kế ngôn kế ngôn trên người khí tức còn tại không ngừng kéo lên từng chút từng chút thăng lên chính ở vào đột phá thời khắc mấu chốt mỗi lần nhìn thoáng qua kế ngôn út mộng liền sẽ tinh thần chấn động tinh thần phấn chấn nhưng là nàng chung quy là phàm nhân tại loại này tình huống phía dưới nàng không kiên trì được bao lâu. Rất nhanh, Úc Mộng mơ mơ màng màng ngủ mất. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, Úc Mộng cảm giác được trên người có điểm lạnh, theo bản năng hướng đóng lửa tới gần. Bất quá tiểu viên hầu tiếng gào thét trầm thấp đánh thức nàng. Nàng đột nhiên mở to mắt, phát hiện tiểu viên hầu đưa lưng về phía nàng, trên người lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, thử lấy răng, song trảo một mực cầm dao găm, hướng về phía trong bóng tối gào thét. Tự hồ hắc ám bên trong có cái dạng gì tồn tại. Úc Mộng vội vàng đứng lên, nhưng nàng cố gắng nhìn phía xa, lại phát hiện cái gì cũng không thấy. Trên trời mặt trăng cũng bị một tầng nhàn nhạt, nhạt đám mây chỗ che lấp, đại địa có vẻ càng thêm lờ mờ. Tiểu Bạch, thế nào? Úc Mộng hỏi thăm một câu. Còn không có đợi Tiểu Viên Hầu có chỗ đáp lại, Úc Mộng cảm giác được tim đập thình thịch. Lại là một trận gió lạnh thổi qua, ở trước mặt nàng ngoài mấy chục thước, xuất hiện hai cái bóng đen. Như là như quỷ mị, nhưng Úc Mộng tê cả da đầu, Tiểu Viên Hầu kêu sợ hãi trong đó một cái bóng đen phát ra làm cho da đầu rung lên tiếng cười, khạch khạch, là tại chữa thương sao. Thanh âm khàn giọng, rơi vào út mộng trong tai, như là dạ ma kêu thanh âm, làm cho người sợ hãi. Một cái khác lại có mấy phần kinh ngạc, khẽ quát một tiếng, thanh âm khàn giọng, không đúng, lại là tại đột phá. Bắt đầu thanh âm lộ ra kinh hỉ, quá tốt rồi, đây là nhóm chúng ta ngàn năm một thuở cơ hội a. Cũng không uổng phí nhóm chúng ta ẩn núp lâu như vậy thời gian, khạch khạch, quá tốt rồi. Úc mộng mặc dù xem không rõ ràng người tới bộ dạng, nhưng nghe bọn hắn, cũng biết rõ bọn hắn kẻ đến không thiện. Vì đối phó kế ngôn, thế mà ở bên cạnh ẩn núp lâu như vậy, quan sát mấy canh giờ, xác định kế ngôn tạm thời không có xuất thủ năng lực về sau, mới xuất hiện. Mặc dù biết rõ người tới rất lợi hại, tự mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng Úc Mộng sẽ không tùy ý bọn hắn ra tay với kế ngôn. Nàng đứng ra, đối mặt với hai người, nàng cảm thấy mình tự hồ đối mặt với hai đầu tuyệt thế hung thú. Tàn bạo, hung ác khí tức nhường thân thể của nàng không ngừng run rẩy bắt đầu nàng cố gắng đè ép trong lòng run rẩy, vượt qua trong lòng sợ hãi, đối hai người nói, không nên quấy nhiễu đại nhân. Trong bóng tối hai đạo ánh mắt xuống trên người Úc Mộng. Như là hai đạo hung quang, bất cứ lúc nào bạo khởi vệ nhân. Úc Mộng run rẩy càng thêm lợi hại. Khặc khặc, một phế vật, cũng nghĩ ngăn cản nhóm chúng ta. Một người khác thì đánh giá Úc Mộng một phen, ánh mắt trên dưới liếc nhìn, Úc Mộng cảm thấy mình tự hồ bị nhìn sạch sành sanh, người này ngữ khí mang theo nghi hoặc, loại phế vật này muốn tới làm gì? hẳn là hắn có cái gì ham mê hay sao? Út mộng tình trạng, bọn hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Không cách nào tu luyện thánh tộc người, là hạ đẳng nhất thánh tộc người. Bình thường bọn hắn thậm chí cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một cái út mộng loại người này. Khặt khặt, phế vật, ngươi muốn ngăn cản nhóm chúng ta sao? Út mộng cắn răng, muốn đối phó đại nhân, trước từ trên người ta bước qua đi. Khặt khặt, không biết tự lượng sức mình. Tiếp lấy một cổ lực lượng cường đại va chạm mà đến, út mộng tiên huyết trực phúng, bị trọng trọng đụng bay, hung hăng ngã tại một bên. Tiểu viên hầu cũng kém không nhiều, đi theo quảng xuống đất. Khụ khụ. Úc mộng từng ngụm từng ngụm phun máu, nàng cảm thấy mình thân thể mỗi một cục xương cũng đoạn mất, không sinh ra nửa điểm lực lượng. A. À. Xuất thủ người kinh ngạc, thế mà còn sống. Người đến là Nguyên Anh, một chiêu phía dưới, thế mà không có giết được một cái phế vật thánh tộc cùng một cái hầu tử. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có mấy phần hiếu kỳ, kỳ quái. Hừ, không cần phải để ý đến bọn hắn, một người khác mở miệng, trước hết giết hắn, đừng quên chính sự. Kế ngôn mới là mục tiêu của bọn hắn. Hiện tại kế ngôn ở vào đột phá thời điểm, không có biện pháp bận tâm bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đánh gãy kế ngôn đột phá, nhưng kế ngôn lọt vào phản vệ, dù là kế ngôn mạnh hơn, cuối cùng vẫn là sẽ vẫn lạc tại bọn hắn trong tay. Thật thật, giết ngươi, cũng không biết rõ khố gia còn có hay không tiền thưởng cho nhóm chúng ta. Hai cái ma tộc Nguyên Anh vừa muốn động thủ thời điểm, bên cạnh bọn họ bỗng nhiên truyền đến một cổ kiếm ý ba động. Chương 565: Linh hồn trói buộc. Hai người kinh hải, gia đầu Tê dạy bọn hắn kém chút kêu thành tiếng, cổ kiếm ý này bọn hắn đã cảm thụ qua. Không chỉ một lần. Hôm nay Kế Ngôn lấy kinh khủng một kiếm đánh chết khố tu thần, khố tu ma hai huynh đệ. Hai người bọn họ cảm thấy Kế Ngôn liền xem như thắng, cũng là thắng thảm, cho nên mới cường tráng lấy lá gan xuất hiện, dự định giết Kế Ngôn. Bọn hắn không dám nhìn thẳng Kế Ngôn, nếu như Kế Ngôn em đẹp tại nơi này chờ lấy bọn hắn, đánh chết bọn hắn cũng không dám tới kém chút sợ tè ra quần hai người quay đầu nhìn lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là kế ngôn. Bất quá. Hai người lại rất kỳ quái, vì cái gì phế vật này nha đầu trên thân sẽ có kế ngôn kiếm ý. Hừ, thanh âm khàn khàn hừ lạnh, thế mà đem tại phế vật trên thân lưu kiếm ý, là nghĩ đến lợi dụng dạng này đến dọa nhóm chúng ta sao? Khạch khạch, phế vật như thế nào đi nữa còn có thể phế vật. Sau khi nói xong, bóng đen vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại lần nữa đánh úp về phía út mộng hung ác lan lệ, hướng về phía Úc Mộng Hạ tử thủ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm ý bắn tung tóe, bộc phát, vẫn như cũ phong mang, chặn một kích này. Nhưng Úc Mộng lần nữa cùng phúng tiên huyết, lần nữa trùng điệp bay rớt ra ngoài. Chết! Xuất thủ người kia cười đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, xa xa Úc Mộng lần nữa đứng lên. Thân thể lung lay sắp đổ, bên trong miệng tự lẩm bẩm, tuyệt, đúng, không thể, nhường, các ngươi, đánh, nhiễu đại nhân nhìn xem út mộng lung la lung lay đi về tới, hai tên ma tộc Nguyên Anh kinh hải. Cái này cũng không chết. Có thể, ghê tẩm, ta không tin, ta muốn giết ngươi. Ưa thích khạch khạch cười Nguyên Anh không còn cười, nghiến răng nghiến lợi hắn lần nữa xuất thủ. Oanh! Út mộng lần nữa bị đánh bay, trên người nàng đã hiện đầy lớn nhỏ vết thương, thân thể như là vỡ tan búp bê, che kín lớn nhỏ vết thương. Út mộng trên người kiếm ý cũng ảm đạm suy yếu xuống dưới. Út mộng lần nữa chật vật đứng lên, nàng khí tức cực kỳ suy yếu, tự hồ chỉ bằng lấy cuối cùng một hơi treo. Còn không chết. Xuất thủ Nguyên Anh thanh âm mang theo chấn kinh, hắn đã xuất thủ ba lần, Úc Mộng còn lại lấy một hơi. Hắn là ai? Nguyên Anh A, không nói toàn lực xuất thủ, nhưng hắn tiện tay một kích, có thể đem một tên kết đang cho nổ thành cạn bã. Mà Úc Mộng cái này không có tu luyện phàm nhân, lại có thể còn sống. Ba lần cũng giết không chết Úc Mộng. Nhưng xuất thủ Nguyên Anh cắn răng, chuyện này không xong, không giết Úc Mộng, hắn mặt mũi này không có cách nào muốn. Đi chết đi, hắn dự định lần nữa xuất thủ, mà đồng bạn của hắn ngăn cản hắn, thanh âm khàn khàn nói, chậm đã. Phế vật này linh hồn tự hồ có chút không đồng dạng, so bình thường thánh tộc người cường đại không ít. Vậy thì thế nào? Ta nhất định phải làm thịt nàng. Ta tới đi, thanh âm khàn khàn ngữ khí băng lãnh, để lộ ra tàn nhẫn, ta được đến một cái pháp thuật, linh hồn trói buộc, có thể làm cho linh hồn của con người ngủ say, còn không có tìm người thử qua, vừa vặn ở trên người nàng có thể thử một chút. Sau khi nói xong, trong bóng tối sáng lên một đạo quang mang, cái này đạo quang mang rất nhanh không có vào út mộng thân thể út mộng thân thể run rẩy giống co quách, rất nhanh trên người nàng kiếm ý biến mất nàng cũng theo đó ngã xuống phát giác được út mộng khí tức không ngừng yếu bớt thanh âm khàn khàn đắc ý nói linh hồn lâm vào ngủ say thân thể tổn thương tiếp qua một một lát người liền chết khạch khạch cái kia nguyên anh lại cười bắt đầu không ai có thể cứu nàng đi vừa nói ánh mắt một bên chuyển hướng kế ngôn chỗ vị trí nhưng mà như thế xem xét thân thể của hắn nhịn không được trung hàng giọng thanh âm nguyên anh cũng đã nhận ra hắn ánh mắt đi theo chuyển di tiếp lấy liền thấy làm hắn sợ hãi một màn ngồi xếp bằng tại trên cây kế ngôn đã mở mắt lẳng lặng nhìn xem hai người bọn họ kế ngôn thân thể khí tức đã biến mất bình tĩnh như là một người bình thường nhưng hai cái này ma tộc nguyên anh có thể cảm thụ được kế ngôn thể nội tích chứa to lớn năng lượng còn có kia ngập trời lửa giận hai người sợ hãi bọn hắn là trước kia lần thứ nhất bị kế ngôn dọa đi kia hai cái nguyên anh thực lực không tính mạnh sao không lên khố tu thần cùng khố tu ma hai huynh đệ? Hôm nay cũng là trốn ở trong tối nhìn hồi lâu, mới dám ra. Vốn định thừa dịp kế ngôn đột phá thời điểm ra tay với kế ngôn, chưa từng nghĩ bị út mộng quấy nhiễu, lãng phí một điểm thời gian. Nhưng mà chính là ngần ấy thời gian, kế ngôn tỉnh lại. Ngươi, ngươi. Hai người dọa đến hận không thể tại chỗ phi thăng. Kế ngôn không nói gì, thể nội khí tức lại đột nhiên như là núi lửa bộc phát, phun ra ngoài, cường đại khí tức bay thẳng chân trời, gió nổi mây cuốn. Kiếm ý bé nhọn, bay thẳng cửu thiên như là kiếm tiên hạ phàm đột đột phá mặc dù là nguyên anh nhưng hai người này lại nghĩ tè dầm làm dịu một cái trong lòng sợ hãi lúc này mới bỏ ra bao nhiêu thời gian nhanh như vậy đột phá đây là thánh tộc người sao thánh tử cũng không có lợi hại như vậy a à? chết kế ngôn ngữ khí băng lãnh trần trụi sát ý không có che giấu hai cái ma tộc nguyên anh hoảng sợ hai người liếc nhau không hẹn mà cùng đồng thời hướng về phía kế ngôn xuất thủ sau đó thân ảnh bùng lên chạy khỏi nơi này tốc độ của hai người rất nhanh nhưng là kế ngôn càng nhanh tới đây đối với hắn không có hảo ý còn dám đối tay này không trói gà chi lực phàm nhân út mộng xuất thủ bọn hắn khơi dậy kế ngôn sát ý kế ngôn không có ý định buông tha bọn hắn mang theo kế ngôn lửa giận cùng sát ý vô khâu kiếm bột phát ra kiếm quan đem hai người bao phủ phong mang kiếm ý trong khoảnh khắc liền nhường bọn hắn nhục thân sụp đổ hai đạo nguyên anh ở trong màn đêm nhà kho chạy trốn nhưng bọn hắn lại nhanh cũng chạy không khỏi kế ngôn truy sát cuối cùng kêu thảm một tiếng, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Dết hai cái như là con chuột nguyên anh, kế ngôn đi vào út mộng bên người. Một cổ linh lực rót vào út mộng thể nội, lại cho ăn mấy cái đang dược, út mộng thương thế ổn định lại. Chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, liền có thể khôi phục. Nhưng mà, kế ngôn kiểm tra một phen về sau, lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Út mộng linh hồn không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh, bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Cho dù đến thời điểm thân thể khôi phục, linh hồn của nàng cũng sẽ không tỉnh lại. Không tỉnh lại, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ là một cái người thực vật. Kế ngôn có chút hối hận, sớm biết rõ vừa rồi lưu kia hai cái con chuột một mạng, hỏi thăm rõ ràng tốt. Úc mộng là vì hắn mới bị bị thương thành dạng này, kế ngôn không thể buông tay mặc kệ. Hắn nhất định phải đem Úc mộng cứu trở về. Xem ra cần phải đi một chuyến đăng âm thành, tìm người hỏi một chút. Kế ngôn rất nhanh làm ra quyết định, đăng âm thành là phương viên ngàn vạn dặm một tòa thành, tụ tập tuyệt đại bộ phận ma tộc tu sĩ nhiều người luôn có biện pháp đi. Kế ngôn nghĩ như vậy, hướng phía đang âm thành xuất phát. Chương 566, Khố Gia Lão Tổ, Thánh Địa Kiếm Gia Khố Gia Là khố tu thần cùng khố tu ma vẫn là tin tức truyền về, khố gia trên dưới đều cảm giác được trời sập. Nhiều năm trước tới nay, khố gia có mấy tên Nguyên Anh, trở thành đang âm thành thành chủ, trưởng khống đang âm thành, trở thành một phương bá chủ. Khố gia những người khác tiểu tử này cũng trôi qua vui thích, khố gia thực lực phát triển không ngừng, chỉ cần khố gia hoàn thành thánh địa lời nhắn nhủ nhiệm vụ đồ diệt quốc tộc đạt được thánh địa ban thưởng khố gia tất nhiên sẽ tiến thêm một bước nhưng mà một cái không biết rõ chỗ nào xuất hiện cao thủ đem khố gia theo đám mây đánh rơi xuống khố gia trên dưới đều sợ hãi mà theo tin tức truyền ra cũng có người bắt đầu tới cửa khố gia người không có ý định ra nhìn một chút sao khố gia vẫn là trước sau như một cao ngạo a có ma tộc tu sĩ đã bắt đầu nghĩ đến xuống tay với khố gia Cố gia còn lại tộc nhân đều nghiến răng nghiến lợi, hận ý tận trời. Ngày xưa Cố gia cường thịnh thời điểm, những người này hận không thể liếm láp cố gia ngón chân, là cố gia chó săn. Hiện tại cố gia xảy ra chuyện, bọn hắn cũng là cái thứ nhất tới cửa, bỏ đá xuống giếng. Đáng chết. Đối với những này thừa cơ bỏ đá xuống giếng ma tộc, cố gia người không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Cút. Không lăng, đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta cố gia xuống dốc sao? Cố gia càng như vậy, cái kia thượng môn ma tộc tu sĩ liền càng cao hứng. Ha ha, còn tưởng rằng các ngươi khố gia lúc trước khố gia sao? Thức thời vội vàng từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không để các ngươi chết. Càng ngày càng nhiều ma tộc tu sĩ bắt đầu tới cửa, bọn hắn nhìn chầm chầm nhìn xem khố gia đám người, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Khố gia thống trị đang âm thành lâu như vậy, tích lũy tài phú kinh người, ai cũng muốn chia một chén canh. Tụ tập ma tộc càng ngày càng nhiều, bầu không khí càng ngày càng táo bạo. Lăn ra ngoài, bằng không thì chết còn như thế nói nhảm nhiều làm gì? Dết đi vào a, à? Không phải nói bọn hắn còn có lão tổ sao? Lão tổ cái rắm, vài chục năm không gặp, ai biết rõ có phải hay không còn sống? Lại nói, nhóm chúng ta nơi này có vài trăm người, sợ cái gì? Dết, xông đi vào. Luôn có người tham lam không để ý đến nguy hiểm, theo tụ tập người càng ngày càng nhiều, cuối cùng không biết rõ ai hô lớn một tiếng, một đám ma tộc bắt đầu xung kích khố gia. Mặc dù xung kích khố gia người thực lực thấp, đại bộ phận là luyện khí, trúc cơ, Ngẫu nhiên có một ít kết đan tu sĩ. Thực lực không tính cường đại, nhưng nhân số đông đảo, liên hợp lại, cho dù là Khố gia bên này kết đan cũng không thể tránh đi phong mang. Khố gia tộc nhân ra sức ngăn cản, cuối cùng quả bất địch chúng, tử thương thảm trọng, không thể không lui. Ha ha, giết a. À. Giết sạch Khố gia người, cướp sạch bọn hắn. Giết. Không muốn rơi ở phía sau, Khố gia có còn rất nhiều đồ tốt. Nhưng mà giết đi vào Khố gia hậu viện, mắt thấy Khố gia tài phú đang ở trước mắt thời điểm, bỗng nhiên một cổ kinh khủng khí tức theo khố gia cái nào đó vị trí bộc phát. Trong nháy mắt như là vô số tòa đại sơn áp xuống tới, trùng sát tiến vào khố gia ma tộc tu sĩ, một nháy mắt bị đè ép quỳ trên mặt đất. Bên ngoài thấy cảnh này ma tộc tu sĩ hét trầm lên. Khố, khố gia lão tổ. Khố, khố lê. Mau trốn. Nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ma tộc tu sĩ hoảng hốt, không có xông vào khố gia ma tộc tu sĩ âm thầm may mắn, vội vàng lẫn đi xa xa, không dám dừng lại ở chỗ này mà xông vào khố gia những cái kia ma tộc tu sĩ thì thảm rồi. Áp lực cường đại nhường bọn hắn không cách nào động đậy, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Khố gia lão tổ đã bế quan thật lâu, cho nên có ma tộc tu sĩ hoàn toàn chưa nghe nói qua khố lê tồn tại. Coi như nghe nói, cũng bất quá là ngẫu nhiên nhất lên đôi câu vài lời, không có người để ý. Bọn hắn coi là khố gia chết khố tu thần, khố tu ma cùng khố giới về sau, khố gia không có cao thủ tọa trấn, có thể tùy ý nắm nhưng chưa từng nghĩ thế mà còn có một vị nguyên anh lão tổ. Trên bầu trời, một vị áo bào đen lão giả xuất hiện, hắn ánh mắt âm tàn nhìn xem khố gia phạm vi bên trong ma tộc tu sĩ, đằng đằng sát khí. Biết rõ chuyện gì phát sinh sau hắn, hiện tại chỉ muốn giết người. Không phải liền là bế quan cái mà thôi, lại có nhiều như vậy lâu la ức hiếp tới cửa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại khí tức quét sạch đang âm thành, bên trong thành tất cả ma tộc trung lẫy bẫy. Lấn ta khố gia không người sao. Theo hắn tiếng quát to này, tại khố gia những cái kia ma tộc tu sĩ nhao nhao bạo tạc hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ tiếp lấy hắn vung tay lên từng đoàn từng đoàn màu trắng linh hồn rơi vào trong tay hắn kêu trên cầu xin tha thứ thanh âm mơ hồ vang lên khố lê sắc mặt âm tàn đem những này hồn phách đốt cháy hầu như không còn triệt để mất đi đầu thai cơ hội một màn này nhường vây xem ma tộc tu sĩ cảm nhận được khố lê tàn nhẫn không ít người dọa đến không dám lên tiếng là ai cút ra đây cho ta khố lê ánh mắt như điện quét ngang lấy đang âm thành thanh âm quanh quẩn trên bầu trời đang âm thành, những này lâu la còn không có cái kia lá gan có dũng khí xung kích ta khố gia, ta ngược lại muốn xem xem là ai ở phía sau xui khiến. Bọn chuột nhắc, cút ra đây cho ta. Không ít ma tộc người hiểu ra, trách không được, khố tu thần hai huynh đệ vừa mới không chết lâu, liền có người xung kích khố gia. Coi là thật có người ở sau lưng sai sử sao. Ai có như thế lớn lá gan đây? Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán. Khố gia những năm này thống trị đang âm thành, không người nào dám kiêu chiến khố gia uy tín, Cố Lê hiện tại liền xem như muốn tìm mấy cái mục tiêu để phát tiết hắn một thời gian cũng không có tìm được đi ra. Dám làm không dám chịu. Bọn chuột nhắc, cút ra đây. Cố Lê rất tức giận, rất muốn giết người, nếu không phải còn có chút lý trí, hắn hiện tại liền đem đang âm thành cho hủy diệt. Vất vả đánh xuống Giang Sơn, lúc này mới qua bao lâu, thế cục liền ác liệt thành dạng này. Rất tức giận, rất muốn giết người. Ba ba. Bỗng nhiên có người vỗ tay, thanh âm rất nhẹ, nhưng ở cái này thời điểm cùng kinh thiên tiến sấm không hề khác gì nhau. Tầm mắt mọi người lập tức rơi vào trên người của người kia. Ngược lại muốn xem xem là ai như thế lớn lá gan. Không biết rõ khố lê bây giờ nghĩ giết người sao. Một cái cẩm y thanh niên theo một chỗ đường đi bên trong chậm rãi đi tới, vừa đi, một bên phòng lên bàn tay. Thanh niên dáng vóc so với phổ thông thánh tộc tới nói, có vẻ gầy yếu, tinh tế, cùng nhân tộc dáng vóc không sai biệt lắm, tối đa cũng liền cao hơn nhân tộc một điểm. Da của hắn cũng cùng thánh tộc người làng da có khác nhau, không hiện đen. Có một vị ma tộc tu sĩ, như là giống như cột điện, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh hắn. Thanh niên ra, phồng lên bàn tay, cười nói, khố gia lão tổ, uy phong thật to. Khố lê lập tức sát ý tận trời, khí thế cường đại hướng phía thanh niên quét sạch mà đi. Ngươi là người phương nào? Thánh địa kiếm gia, kiếm thứ. Chương 567, hắn tới. Thánh địa, kiếm gia. Theo thanh niên tự báo thân phận, đang âm thành tự hồ lâm vào một mảnh yên tĩnh. Khổ Lê càng là kém chút từ trên trời ngã xuống, hắn vốn nghĩ cho thanh niên ra oai phủ đầu, kết quả tự mình kém chút xấu mặt. Kiếm gia. Đối với xa xôi đang âm thành tới nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Treo chọc kiếm gia, đang âm thành cũng có thể bị người nói hủy diệt. Kiếm, kiếm, kiếm gia. Qua một một lát, lặng lặng đang âm thành mới khôi phục ồn ào. Thánh địa kiếm gia bốn chữ như là một cái bom, trong đang âm thành dẫn bạo, thành sóng to gió lớn biết rõ tin tức ma tộc tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận xa xa thì nhao nhao chạy tới muốn mắt thấy một phen kiếm gia người phong thái còn không có gặp qua thành phố lớn người là hình dạng thế nào cố lê không nói hai lời vội vàng từ trên trời rơi xuống đối mặt đến từ thánh địa người hắn không dám cao cao tại thượng để tránh chọc đối phương kiếm thứ mang theo tự tin mỉm cười thần sắc kiêu căng từ bên trong ra ngoài cũng lộ ra một cổ cao cao tại thượng cho dù nguyên anh sáu tầng cố lê ở trước mặt hắn hắn cũng không có nửa phần lưu ý nhìn xem khố lê ánh mắt mang theo kinh thị như là nhìn xem đồ nhà quê khố lê kinh nghi bất định đánh giá trước mắt kiếm thứ kiếm thứ rất trẻ trung trên người tuổi trẻ khí tức cốt linh biểu hiện hắn vẫn chưa tới 40 tuổi nhưng hắn khí tức trầm ổn tròn trịa thâm hậu có đại gia phong phạm cho dù không có cái khác chứng minh khố lê cũng tin tưởng kiếm thứ chính là kiếm gia người ngươi coi là thật đến từ thánh địa kiếm gia kiếm thứ cười khẩy tự tin ngạo nghễ tại hàng tinh bên trên vẫn chưa có người nào dám giả mạo kiếm gia người đích thật là dạng này. Ai dám giả mạo, đầu cũng cho đánh nổ. Cố Lê hướng về phía kiếm thứ hành lễ, gặp qua kiếm thứ công tử. Không biết rõ kiếm thứ công tử tới tìm ta có gì muốn làm. Cố Lê minh bạch, lần này những cái kia không biết sống chết tu sĩ xung kích khố gia, nhất định là kiếm thứ ở phía sau thôi động. Nếu không không có khả năng có nhiều người như vậy có dũng khí xung kích cố gia. Nếu như là người khác xui khiến cổ động xung kích khố gia, hắn không đem đối phương áp chế cốt dương hôi, hắn liền không tính kho nhưng mà đối phương là kiếm gia người, hắn không thể không đem trong lòng sát ý thu lại. Kiếm gia, không được trêu chọc. Kiếm thứ hai tay chấp sau lưng, đối khố lê nói, nghe nói nơi này xuất hiện một cái khó lường kiếm tu, một kiếm giết ngươi hai cái tôn nhi, đi đem hắn tìm ra, ta đến chiếu cố hắn. Ngữ khí đương nhiên, đối với nguyên anh sáu tầng khố lê không có bất kỳ tôn kính, như là phân phó hạ nhân đồng dạng. Đối với kiếm thứ loại thái độ này, khố lê trong lòng giận dữ. Mặc dù ngươi là đến từ kiếm gia, nhưng nơi này là đang âm thành, ta là nguyên anh trung kỳ tồn tại, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Thân là cố lê cái gì thời điểm từng chịu đựng đãi ngộ như vậy, dù là trước kia gặp được thánh địa trưởng lão, hắn cũng chưa từng bị người dạng này đối đãi. Thôi gia cùng kiếm gia đều là thánh địa đại gia tộc. Tiểu tử, chớ ở trước mặt ta trang bê, ta cũng nhận biết thành phố lớn người. Kiếm thứ nghe vậy, trong lòng âm thầm biểu môi, chỉ là gặp mặt một lần cũng dám ở trước mặt ta huyễn quan hệ. Cái gì trò chuyện vui vẻ khẳng định cũng là thổi. Không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa, hắn lại lần nữa khôi phục trước đó kêu căng, đã dạng này, ta liền không khách khí với ngươi, đi tìm tới cái kia gia hỏa đi, ta vì ngươi tôn nhi báo thù. Ghê tẩm gia hỏa. Đến từ thánh địa gia hỏa đều là cuồng ngạo như vậy sao? Khố lê trong lòng mắng to. Cái này so vừa rồi còn muốn túm, chọc giận ta, có tin ta hay không lập tức liền đánh chết ngươi. Khố lê rất muốn giáo huấn một cái kiếm thứ, nhưng ngẫm lại tự mình khố gia, cuối cùng vẫn là nhìn khẩu khí này. Thánh địa gia tộc đều không tốt gây, liếm chó đông đảo đừng nhìn hiện tại kiếm thứ không bằng hắn nhưng hắn nếu là dám đối kiếm thứ làm chút gì tuyệt đối sẽ có một đống lớn liến chó ra đối phó hắn khố lê vừa định nói chút gì bỗng nhiên có người hô hào hắn đến rồi hắn hướng đang âm thành nơi này mà đến rồi có người nhìn thấy hắn đông đảo ma tộc hiểu được về sau tất cả ma tộc cũng lộ ra vẻ giật mình sau đó không ít người ánh mắt xuống trên người khố lê giết khố tu thần cùng khố tu ma hai người còn dám trực tiếp tới đang âm thành trần trụi khiêu chiến khố lê không giết hắn khố gia đừng nghĩ ở chỗ này lăn lộn khố lê sắc mặt âm trầm không gì sánh được dạng này khiêu khích hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp không nói hai lời khố lê phóng lên tận trời thẳng hướng ngoài thành thú vị kiếm thứ cười ha ha cũng mang theo thủ hạ hướng ngoài thành mà tới có trò hay để nhìn đang âm thành nơi này tin tức cấp tốc truyền bá ra đông đảo ma tộc tu sĩ tinh thần chấn động bởi vì cái gọi là kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến kế ngôn cùng khố gia đã thành tử thù song phương không cách nào cùng tồn tại. Khố gia lão tổ xuất thế, hắn thế tất yếu là khố tu thần mấy người báo thù. Mà lại kiếm gia thứ con thứ ba kiếm thứ cũng tới đến đang âm thành. Tất nhiên sẽ nhiều sinh biến cho nên. Nhận được tin tức ma tộc cũng nhao nhao đi cùng, khác tạm thời không nói, cái này náo nhiệt không nhìn, về sau khoác lát đều không được kình. Khố lê đi vào ngoài thành bên ngoài mấy chục dặm, liền thấy được một cái áo trắng thiếu niên, ngự kiếm mà tới tại trên bả vai hắn đứng đấy một cái tiểu hầu tử, sau lưng hơi nâng lấy một tên hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Khố lê trong lòng sát khí cũng không dừng được nữa xuất hiện, băng lãnh sát ý bao phủ bầu trời, nhưng đằng sau cùng đi theo ma tộc tu sĩ nhao nhau rời xa, không dám tới gần. Là ngươi giết ta khố gia người. Kế ngôn dừng lại, nhìn xem khố lê, thử thăm dò hỏi, khố gia lão tổ, khố lê. Khố lê cắn răng, không sai, ngươi là người phương nào. Dám giết ta khố gia người. Kế ngôn lời ít mà ý nhiều, không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, ta là ai không trọng yếu, đến đánh đi. Khố lê tức chết, cùng ngạo gia hỏa, khố gia người chết trên tay ngươi thật sự là mắc cỡ chết người. Tốt, tốt, khố lê vẫn hận không thôi, từng chữ nói ra, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng mà, lúc này kiếm thứ mở miệng. Chậm đã. Sau đó hắn cũng tới đến nơi đây, hắn đối kế ngôn nói, cứ nghe ngươi kiếm ý vô song, ta kiếm gia người, chuyên tới để lĩnh giáo. Khố lê hơn khí, hận không thể một bàn tay đem kiếm thứ chụp chết. Quá ghê tởm, không thấy được ta còn ở nơi này sao? Kế Ngôn nghe được là kiếm gia người, lập tức hứng thú. Chương 568, ta không muốn khi dễ ngươi. Kiếm thứ không có dấu diếm thực lực của mình, Kế Ngôn phát giác được kiếm thứ thực lực cảnh giới. Vẻ mặt cao hứng biến mất, lộ ra thất vọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ là nguyên anh tầng 2 kiếm thứ, không vào được Kế Ngôn pháp nhãn. Hiện tại Kế Ngôn đã là nguyên anh trung kỳ, cảnh giới viễn siêu kiếm thứ. Mặc dù kiếm thứ khí tức kinh người, có vẻ hùng hổ dọa người mười điểm cường thế nhưng vẫn không có kích thích kế ngôn chiến ý hay lời khác tới nói ta không muốn khi dễ ngươi lời này vừa ra kiếm thứ giận tím mặt rất lâu không có đụng phải như thế giả bộ gia hỏa còn bên cạnh khố lê kém chút cười ra tiếng để ngươi trang b hiện tại gặp được sao ngươi càng thêm có thể chứa đối thủ a mặc dù kế ngôn là tự mình kẻ thù nhưng giờ khắc này khố lê lại cảm thấy kế ngôn so kiếm thứ đáng yêu nhiều một điểm lễ phép cũng không có gia hỏa cho dù là kiếm gia người lại như thế nào không có kiếm gia trương này bảo hộ bài sớm đã bị người đánh chết mà xa xa ma tộc tu sĩ nghe được kế ngôn cũng nhao nhao xôn xao quá quắt có lần thứ nhất nhìn thấy kế ngôn người nhẫn không được chửi bậy hắn sẽ không thật cảm thấy hắn so kiếm gia ngư bức a à. hắn bất quá là giết cố gia nguyên anh mà thôi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch rồi cái này thế nhưng là kiếm gia a à, kiếm pháp thiên hạ vô địch kiếm ý vô song tại hàng tinh bên trên kiếm tu một đường bên trên kiếm gia nói thứ hai ai dám nói đệ nhất đúng đấy cái này thế nhưng là kiếm gia tam công tử, cùng thế hệ vô địch, hắn tính là gì đồ vật. Bất quá, ta cảm thấy hắn dáng dấp cùng kiếm gia công tử có chút tương tự đây, hẳn là hắn cũng là kiếm gia người. Mà được chứng kiến kế ngôn lợi hại, đặc biệt là kia kinh khủng một kiếm ma tộc tu sĩ, thì không hiểu đối kế ngôn có lòng tin. Mặc dù là kiếm gia người, ta cảm thấy vẫn là kế công tử lợi hại. Đúng đấy, các ngươi không thấy được một kiếm kia, tuyệt đối không phải Nguyên Anh có thể sử dụng tới một kiếm. Kiếm gia không chừng lần này phải bị thua thiệt đây không ít ma tộc tu sĩ thậm chí bởi vậy mở đánh cược. Tới, tới, bắt đầu, áp ai, áp ai, tranh thủ thời gian đặt cược. Ta áp kiếm gia công tử. Ta áp kế công tử. Kiếm thứ giận dữ, lập tức đối kế ngôn tràn đầy sát ý. Dạng người như hắn, từ nhỏ đến lớn không ai dám ngỗ nghịch hắn, càng thêm không người nào dám kinh thị hắn. Kinh thị hắn, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Cái gì thời điểm, kiếm gia người cũng có thể là như ngươi loại này không biết rõ từ nơi nào xuất hiện tiểu lâu la chỗ kinh thị cảm giác được bị nhục nhã kiếm thứ vẫy tay, hét lớn một tiếng, ngươi đang tìm cái chết. Trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, từ phía dưới thẳng sông lên, rơi vào trong tay hắn. Bản mệnh trường kiếm nơi tay, kiếm thứ lòng tự tin tăng nhiều, cảm giác được cái thế giới này cũng tại tự mình thần phục phía dưới. Trường kiếm của hắn tự hồ cũng cảm nhận được trong lòng của hắn sát ý, ông ông tác hưởng, trực chỉ kế ngôn. Nhận lấy cái chết. Kiếm thứ hét lớn, hướng về phía kế ngôn xuất kiếm, một cổ giữ dằn kiếm ý theo một kiếm này mà bộc phát. Khố Lê vội vàng triệt thoái phía sau, lẫn đi xa xa, trong lòng mắng to kiếm thứ hỗn đảng. Mở làm cũng không nói một tiếng. Nhưng hắn cũng không thể không là kiếm thứ kiếm ý mà cảm thấy kinh hãi. Không hổ là kiếm gia người, chỉ là cổ kiếm ý này tinh thuần, liền viễn siêu rất nhiều kiếm tu. Cảm giác được giữ dằn, tràn ngập hủy diệt khí tức kiếm ý, kế ngôn trên mặt vẻ thất vọng càng tăng lên. Kiếm thứ là hỏa thuộc tính kiếm ý, nhìn như cường đại, tại thác ma tộc tu sĩ trong mắt, loại này kiếm ý 10 điểm kinh khủng, sở hướng vô địch nhưng mà kế ngôn lại có thể nhìn ra được kiếm thứ kiếm ý tiên thiên không đủ, uy lực bên trên kém một đoạn. Nói cách khác, kiếm thứ khi tiến vào nguyên anh trước đó, chỉ là lĩnh ngộ đệ nhất trọng kiếm ý. Đệ nhị trọng kiếm ý là tiến vào nguyên anh mới lĩnh ngộ. Quá yếu. Kế ngôn khẽ lắc đầu. Nhưng mà một cử động kia xuống ở trong mắt kiếm thứ, kiếm thứ giận quá. Đến cái này thời điểm, vẫn còn giả bộ. Không trang có thể chết sao. Kiếm thứ ánh mắt âm tàn, nhìn chồng chọc vào kế ngôn. Ta một kiếm này, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Ngươi nhất định ngăn cản không nổi. Kế ngôn mặc dù là thất vọng, nhưng cũng không thế không nhìn kiếm thứ một kiếm này. Một kiếm này đối kế ngôn tới nói không tính là gì, nhưng đối với những người khác tới nói, là rất một kích trí mạng. Vô khâu kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng một kiếm phản kích. Kiếm thứ nhìn thấy kế ngôn phản kích nhẹ nhàng, trong lòng cười lạnh, điểm ấy phản kích tính là gì. Nhưng mà theo kế ngôn kiếm ý bộc phát, kiếm thứ như là gặp được quỷ đồng dạng. So với hắn kiếm ý còn tinh khiết hơn, dạng này kiếm ý, hắn vẫn là trên người lão tổ gặp một lần. Bang bang. Hai cổ kiếm ý va nhau, tại trên trời cao tứ ngược, tại mặt đất phía trên oanh kích. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, như là rơi xuống vô số viên bom, tại hai người phía dưới trên mặt đất, gặp từng đạo kiếm ý xung kích cùng phá hư. Tại kiếm ý xung kích tứ ngược phía dưới, phía dưới mảng lớn thổ địa bị sang thành bình địa. Phốc. Kiếm thứ tiên huyết cùng phúng, trên thân xuất hiện vô số cái vết thương nhỏ, như là bị dao găm sắc bén chỗ cắt tổn thương. Một kích liền nhường hắn thụ thương từ trên trời ngã xuống tùy tùng của hắn tiếp nhận hắn nếu không nhất định trùng điệp quẳng xuống đất một màn này làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc hình ảnh như vậy đã kích cường liệt lấy tầm mắt của bọn hắn đánh thẳng vào thân tâm của bọn họ bọn hắn không thể tin được một màn này là thật thánh địa rất cường đại nếu không cũng sẽ không một mực thống trị hàng tinh thánh địa giữ nhiều nhất hoàn chỉnh nhất tu luyện công pháp hàng tinh bên trên tất cả ma tộc cũng hy vọng tiến nhập thánh địa trở thành thánh địa một thành viên theo trong thánh địa ra người, tất cả đều là trấn áp một đời tồn tại. Kiếm gia là thánh địa cường đại gia tộc, vi danh hiển hách, không người dám trêu chọc. Kiếm gia là hàng tinh tất cả kiếm tu tâm trong mắt thánh địa. Lần này kiếm gia thứ con thứ ba ra lịch luyện, đánh bại vô số tiếng tâm lừng lẫy cùng thế hệ. Lần này gặp được kế ngôn, vốn cho rằng sẽ có một phen kinh thiên động địa chiến đấu. Chưa từng nghĩ, chỉ là một chiêu, kiếm gia công tử liền bị vô danh tiểu tốt một kiếm từ trên trời đánh xuống. Chuyện như vậy, làm sao không nhường vây xem ma tộc chấn kinh đây không phải a miêu a cẩu cũng không phải cái gì hàng lẫn nguyên anh cái này thế nhưng là hàng thật giá thật kiếm gia dòng chính lại tại kế ngôn cái này hạng người vô danh trước mặt đi bất quá một chiêu kiếm thứ mang trên mặt kinh nghi phẫn nộ các loại biểu lộ hắn không thể tin được tự mình một chiêu cũng nhịn không được một hiệp hắn liền bị thua hắn hất ra tùy tùng tay lần nữa xông lên trời khuôn mặt vặn vẹo gầm hét lên ngươi ỷ vào cảnh giới cao tính là gì anh hùng nhưng mà nhìn ra mánh khóe ma tộc tu sĩ tiếp tục duy trì trầm mặt Vừa rồi hai người so đấu chính là kiếm ý, đơn thuần kiếm ý so đấu. Kiếm thứ lời này kêu đi ra, không thể nghi ngờ giống thằng hề, một cái không chịu nhận thua thằng hề. Lại đến. Kiếm thứ lần nữa thẳng hướng kế ngôn, lần này hắn toàn lực đánh ra. Chương 569, đừng có lại đến hồ nháo. Trống. Một đầu toàn thân hỏa diễm bao khỏa hai cánh phi long xuất hiện, gầm thét nhào về phía kế ngôn, cùng bảo kiếm ý nhường vây xem ma tộc tu sĩ lần nữa kinh hãi. Kiếm ý hóa hình. Coi là thật kinh khủng đối mặt dạng này kiếm ý hắn không có biện pháp a à. không ít ma tộc tu sĩ nhao nhao tinh thần chấn động vẫn như cũ tin tưởng kiếm thứ mà đã sớm gặp qua kế ngôn thực lực ma tộc tu sĩ cười lạnh không thôi bọn hắn chờ lấy xem kịch vui kiếm thứ kiếm ý hóa hình vẫn như cũ không cách nào làm cho kế ngôn hưng phấn lên dạng này kiếm ý hóa hình quá yếu ở trên cao nhìn xuống một kiếm đưa ra một tiếng long ngâm màu trắng bạc thần long xuất hiện bay lên ở trên không trung từ trên trời giáng xuống thần long thanh thế che lại hai cánh phi long, như là chân chính thần long, nhường vây xem ma tộc tu sĩ hận không thể quỳ bái. Cái ngôn kiếm ý biến thành thần long uy lực càng là nghiền ép kiếm thứ kiếm ý biến thành hai cánh phi long. Giống có hừng hực hỏa diễm bao khỏa hai cánh phi long, tại thần long trước mặt, giống thằng làng buồn cười, bị nhẹ nhõm đánh tan. Đầy trời rơi xuống kiếm ý như là trên trời rơi xuống nước mưa, vô tình đánh vào đại địa bên trên, phát sinh vô số bạo tạc, dơ lên vô số bụi mù. Kiếm thứ lại một lần nữa lọc vào trọng kích, tiên huyết cuồng phúng, kinh hải hắn ngã ầm ầm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được nên đáng chết kiếm thứ chật vật đứng lên khuôn mặt vặn vẹo oán hận tận trời sạch sẽ ưu nhã cẩm y đã bụi đất nhào nhào tiên huyết hỗn tạp bùng đất không gì sánh được chật vật kiếm thứ hàm răng đều nhanh cắn nát chỉ hận thực lực của mình không đủ giết không được kế ngôn đừng nói giết kế ngôn hắn liền kế ngôn góc áo cũng không đụng tới hắn đứng trên mặt đất nhìn lên trên trời kế ngôn thân thể bởi vì phẫn nộ mà đang run rẩy kế ngôn nhìn hắn một cái cảnh cáo một tiếng, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng có lại đến hồ nháo. Ngữ khí thấy thế nào cũng giống như đại nhân đang cảnh cáo hùng hài tử đừng có lại tới quấy rối. Nhưng vây xem ma tộc tu sĩ nhau nhau im lặng. Đại ca, cái này thế nhưng là thánh địa kiếm gia người. Là dòng chính đây, chỗ đến, ai dám đối với hắn bất kính. Không thấy được thân là nguyên anh sáu tầng cảnh giới khố gia lão tổ cũng không dám đối kiếm thứ bất kính sao. Dù là kiếm thứ so với hắn nhỏ mấy bối phận, cũng phải coi kiếm thứ là cùng thế hệ đến đối đãi đối mặt kiếm thứ vô lễ khố lê cũng phải nhịn ngươi ngược lại tốt trực tiếp để người ta là tiểu hài tử đến đối đãi kiếm thứ toàn lực công kích theo ý của ngươi là tiểu hài tử hồ nháo không nói những cái khác chỉ bằng vào ngươi câu nói này kiếm gia đồ diệt ngươi cả nhà cũng không ai cảm thấy ngươi là oan ủng một câu đem kiếm thứ tức giận đến kém chút ngất đi tại chỗ về sau kế ngôn đối ở một bên âm thầm cao hứng kho đến nói tới đi để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại khố lê có chút im lặng hắn nhìn xem tại phía dưới nổi trận lôi đình, bị tức đến sắp bạo tạc kiếm thứ. Hắn không biết rõ kế ngôn là cố ý vẫn là vô tâm. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, thấy kiếm thứ bị tức phải tại chỗ bạo tạc bộ dạng, hắn thấy trong lòng rất thoải mái. Cái này gia hỏa không nói những cái khác, cái miệng này vẫn là rất độc. Bất quá coi như ngươi để cho ta trong lòng cao hứng, ngươi vẫn là phải chết. Hắn lạnh lùng đối kế ngôn nói, ngươi ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc ta khố gia. Trêu chọc ta khố gia, hạ tràng chỉ có một cái, kế ngôn cùng kiếm thứ giao thủ, nhưng khố lê đại khái nhìn ra được kế ngôn thực lực. Mặc dù mạnh hơn kiếm thứ, nhưng tuyệt đối không có cảnh giới của hắn thực lực mạnh. Cho nên, khố lê tràn đầy tự tin, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải lấy tàn nhẫn cùng thế xét đánh không kịp bưng tay giết kế ngôn. Vừa đến, muốn chứng minh hắn khố gia còn chưa tới bị người khi dễ thời điểm, ai khi dễ khố gia, ai liền phải chết. Thứ hai, cũng phải cấp kiếm thứ nhìn xem, chớ ở trước mặt ta túng, ta sau so ngươi lợi hại. Ông ý nghĩ như vậy, Khố Lê sau khi nói xong, trong nháy mắt xuất thủ. Khố Lê là nguyên anh 6 tầng cảnh giới, cao hơn kế ngôn hai cái tiểu cảnh giới. Hắn vừa ra tay, cường đại linh lực hội tụ, vô số linh khí gào thét mà đến, linh khí ba động thậm chí dẫn phát không gian xung quanh chấn động. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, thiên địa vì đó biến sắc. Trên trời mặt trời tự hồ trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thiên địa lâm vào hắc ám bên trong. Hô hô âm phong thổi lên, làm cho người kinh dị khí tức tràn ngập, một cái to lớn quỷ trảo xuất hiện. Hoàng Tuyền quỷ trảo. So với khố giới, khố tu thần hai người đánh tới hoàng tuyền quỷ trảo, khố lê đánh tới hoàng tuyền quỷ trảo càng lớn, thanh thế càng mạnh. Chết! Quỷ trảo rơi xuống, âm phong cuồng hô, như là địa ngục giáng lâm. Vây xem ma tộc tu sĩ bên tai thậm chí vang lên quỷ hồn tiếng kêu rên, như là đưa thân vào chân chính địa ngục bên trong. Dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến, nhau nhau vận chuyển linh lực ngăn cản mới bỏ đi ảo giác. Chiêu thức giống nhau, lần này kế ngôn lại trọng trọng bay rớt ra ngoài. Bị quỷ trảo hung hăng vỗ trúng, vừa đối mặt, hắn liền ăn phải cái lỗ vốn. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Cố Lê nhìn thấy kế ngôn bị hắn một chưởng vỗ bay, trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái này một cái không chết cũng phải tàn phế A. Nhưng mà sau một khắc, nơi xa bỗng nhiên sáng lên một vòng kiếm quang. Tiếp lấy to lớn kiếm quang từ đằng xa đánh tới, mãnh liệt kiếm quang khí thế hung hung, lăng lệ phong mang, sắc bén không thể đỡ. Kiếm quang vạch phá không gian mà đến, hướng về phía Cố Lê bổ tới. Vẫn là không biết tự lượng sức mình. Cố Lê giận dữ, hai tay tỏa ra ánh sáng, trong chốc lát, một đôi quỷ trảo xuất hiện tại trên bầu trời, chính diện cùng kế ngôn kiếm quang va nhau. Ầm ầm. Chấn thiên tiếng oanh minh, bộc phát ra sóng xung kích nhường đứng được gần một điểm ma tộc tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục thổ huyết. Tiếng nổ qua đi, Khố Lê coi là kế ngôn công kích cũng chỉ có, hắn vừa muốn nói chút gì. Bỗng nhiên trong lòng của hắn còi báo động đại tác, không nói hai lời vội vàng thuấn tránh ly khai lúc đầu vị trí. Một đạo kiếm quang theo hắn lăng lệ theo hắn lúc đầu vị trí xẹt qua, cuối cùng không có vào một tòa sau lưng trăm mét núi cao. Giấu ở trong kiếm quan kiếm ý bộc phát, đem tòa kia trăm mét núi cao trẻ thành hai nửa. cố Lê sắc mặt âm trầm, thân thể của hắn mặc dù có thể cường hãn hơn ngọn núi, nhưng một kiếm này, hắn gánh không được. Nếu như không phải trốn tránh kịp thời, kết cục của hắn cũng sẽ giống ngọn núi kia, bị đánh thành hai nửa. Đáng chết. Mà kế ngôn không có cho hắn suy nghĩ cơ hội, lăng không mà đến, tiêu sái phóng khoáng, mang trên mặt hưng phấn, đến chiến. Nguyên Anh Sơ Kỳ cùng Nguyên Anh Trung Kỳ quả nhiên có thiên đại trên lệch. Kế ngôn đối phó Nguyên Anh Sơ Kỳ đối thủ, cho dù là một đối hai, hắn cũng có thể thủ thắng. Hiện tại đối mặt Nguyên Anh Trung Kỳ khố lê, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Nếu như hắn không có đột phá Trung Kỳ, tiến vào tầng 4 cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của khố lê. Đối mặt đối thủ như vậy, kế ngôn chỉ có hưng phấn, không có e ngại. Đối mặt hưng phấn kế ngôn, khố lê sát ý càng tăng lên. Hai người lúc này đại chiến kiếm thứ cũng đứng ở đằng xa nhìn xem kế ngôn lại có thể cùng khố lê toàn thân còn tại phẫn nộ run rẩy đáng chết đáng chết ta tuyệt đối không tha cho ngươi công tử hắn có cái sủng vật cùng thị nữ chương 570, một bước lui từng bước lui theo tùy tùng chỉ kiếm thứ thấy được ở phía xa tiểu viên hầu cùng hôn mê bất tỉnh út mộng tiểu viên hầu tuy nhỏ lực khí có thể không có chút nào yếu khiên út mộng tại núi rừng bên trong có thể nhanh chóng xuyên thẳng qua tránh đi chiến đấu dư ba kiếm thứ ánh mắt băng lạnh, lạnh lùng nhìn xem một người một kỹ. Mặc dù không minh bạch kế ngôn vì sao lại mang theo một cái phế vật thánh tộc người, nhưng không trở ngại hắn sát tâm. Hắn không có lập tức động thủ, mà là tại lặng yên chờ lấy cơ hội. Hắn nhất định phải tìm tới cơ hội, rửa sạch nhục nhã. Trên bầu trời, kế ngôn cùng Khố Lê chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Giữa hai người chiến đấu ngươi tới ta đi. Khố Lê mỗi một chiêu âm hàng không gì sánh được, như cùng đi từ địa phủ sứ giả, đi vào trong nhân thế câu hồn lấy mạng. Cái ngôn cảnh giới thực lực so với khố lê kém một chút, một mực ở vào hạ phong, bị động phòng thủ. Nhưng hắn ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, giống như hắn mới là chiếm thượng phong người kia. Trong nháy mắt, hai người chiến đấu đã qua mấy trăm cái hiệp, song phương linh lực tiêu hao to lớn. Song phương cũng tại thở dốc, khố lê sắc mặt khó coi. Hắn vốn nghĩ tốt chiến tốt thắng, trọng lập quyền uy của hắn. Chưa từng nghĩ đánh thành hiện tại cái này không phân trên dưới cục diện. Thay lời khác tới nói, hắn thua hắn sáu tầng cảnh giới lại cùng kế ngôn cái này bốn tầng cảnh giới tiểu bối đánh thành dạng này, hắn mặt mũi này đã ném sạch sẽ. Mà lại, kế ngôn trên người chiến ý càng phát ra cao, như là một mồi lửa, bùng nổ. Ngay từ đầu kế ngôn đối mặt hắn, càng nhiều là thủ thế, hiện tại, kế ngôn đã bắt đầu công thủ cân bằng, đối với hắn khởi xướng tiến công, làm cho hắn có thời điểm không thể không tránh đi phong mang. Hắn là càng đánh càng biệt khuất, càng đánh càng bị động, kế ngôn là càng đánh càng hưng phấn, càng ngày càng chủ động kế ngôn chiến ý cùng đấu chí đều để khố lê chấn kinh dũng cảm tiến tới vĩnh viễn không thôi càng đánh càng hăng cường thế vô địch lần thứ nhất gặp được loại này tiểu bối dạng này người quả thực là vì chiến đấu mà tồn tại tiếp tục như vậy khố lê trong lòng yên lặng suy tính một phen cho ra một cái kết quả hắn rất đại khái dẫn đầu thất bại kết quả như vậy nhường khố lê ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý tiếp tục như vậy kế ngôn khí thế càng phát ra tăng vọt đến thời điểm đạt đến đỉnh phong cho dù là nguyên anh bảy tầng tới cũng phải muốn tránh đi phong mang phát giác được tình cảnh của mình không ổn khố lê bắt đầu nghĩ biện pháp hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục không phải vậy hắn tất thua không thể nghi ngờ kết quả là hắn quyết định tuần tự lui một bước tạm lánh kế ngôn phong mang hắn khai thác thủ thế ứng phó một cái kế ngôn lại xem chừng quan sát tìm ra kế ngôn khuyết điểm từ đó đạt tới đánh bại kế ngôn khố lê nghĩ như vậy đối mặt kế ngôn một kiếm đánh tới khố lê triệt thoái phía sau một bước dự định tránh đi một kiếm này nhưng mà hắn mới vừa lui một bước, trong lòng còi báo động đại tác. Một vòng kiếm quan cơ hồ xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc liền phải đem hắn trẻ thành hai nửa. Khố Lê khó có thể tin, cái này tiểu tử đến cái này thời điểm còn như thế mãnh liệt. Cái ngôn mục kiếm này nhường Khố Lê tê cả da đầu, thế tới quá hung mảnh, hắn không dám ngăn cản. Quả nhiên, vừa rồi tự mình dự định tránh đi phong mang là chính xác. Khố Lê trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó liền nhìn xem cái này tiểu tử như thế nào đi, tìm tới nhược điểm của hắn chỗ, lại phản kích. Khố Lê trong lòng tính toán, nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện sự tình không được bình thường. Hắn cảm giác được áp lực. Kế ngôn công kích như là rã rít nước sông, thao thao bất tuyệt. Kiến quan một đạo đón một đạo, không ngừng hướng về phía hắn mà tới. Hắn lui một bước, bất đắc dĩ, lại lui bước thứ hai, cuối cùng, bước thứ ba, bước thứ tư. Khố Lê hoảng sợ phát hiện, hắn một mực tại lui, không ngừng tránh lui, nghĩ đến phản kích một cái cũng làm không được. Nhìn xem ánh mắt sáng trực chiến ý mãnh liệt như là mặt trời đồng dạng để cho người ta không dám nhìn thẳng kế ngôn khố lê trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân hắn lui bước một bước mới có thể tạo thành như bây giờ cục diện đối mặt kế ngôn đối thủ như vậy hắn không nên lui lui một bước liền đem quyền chủ động giao ra hắn phải làm là cùng kế ngôn trực tiếp liều mạng cho dù là lưỡng bại câu thương cũng không thể lui đáng chết khố lê minh bạch nguyên nhân trong lòng hận đến thẳng cắn răng đi nhầm một bước từng bước sai nhưng kế ngôn không có cho khố lê hối hận cơ hội một kiếm lại một kiếm, tiến công một đợt nối một đợt, uy lực cũng một lần sau so một lần mạnh. Khố Lê trong lòng phẫn nộ, hận chính mình cái này lão hồ ly, thế mà nhìn không thấu điểm này, cho nên tự mình rơi xuống dạng này cảnh giới. Bất quá, ta còn không có thua. Khố Lê hét lớn một tiếng, lần này, Khố Lê không có ý định lui. Nhìn thấy Khố Lê không có tiếp tục tránh né, kế ngôn trong lòng lần nữa hưng phấn lên, lần này chiến đấu hắn 10 điểm đã nghiền. Lại đến. Kế ngôn trong lòng hào khí vạn trượng, chiến ý tận trời vô khâu kiếm vang lên tiếng ong ong, tiếp lấy một đạo che lại mặt trời kiếm quang rơi xuống. Kiếm ý tung hoành, tại một sát na liền hiện đầy toàn bộ thương khung. Một chỗ cùng, tất cả đều là kia nhìn không thấy lại đâu đâu cũng có kiếm ý, phong mang bá đạo. Giữa thiên địa tràn đầy vô số đạo vết rách, như là búp bê trên người vết rách, bất cứ lúc nào vỡ nát hủy hoại. Một kiếm này, tự hồ đánh xuyên hư không, hủy diệt thời gian. Hắn a, Khố Lê tê cả da đầu, cái này da hỏa thật là quái thai. Khố Lê không dám khinh thường, vội vàng ngăn cản linh lực trong cơ thể bộc phát. Quỷ thần trảo So với hoàng tuyền trảo cao cấp hơn công pháp, thiên cấp công pháp. Một cái tái nhật đá lẫm chẩm quỷ trảo xuất hiện trên không trung, cùng hoàng tuyền quỷ trảo khác biệt chính là, lần này không có oan hồn kêu rên, âm trầm kinh khủng khí tức. Thường thường không có gì lạ, không có nửa điểm uy thế. Nhưng mà khố lê trong mắt lại lộ ra tự tin ánh mắt. Đây là thiên cấp công pháp, uy lực to lớn. Cho dù là khố gia, trong tay cũng chỉ có cái môn này thiên cấp công pháp quy lực hoàn toàn không phải hoàn tuyền quỷ trảo loại này cấp thấp công pháp có thể so sánh. Rất nhanh, kiếm quan cùng quỷ trảo va nhau, lại một lần bộc phát ra kịch liệt bạo tạc. Hừ, đây là ta sau cùng tuyệt chiêu, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Khố lê trong lòng quyết tâm, vốn còn nghĩ tìm cơ hội mới sử xuất một chiêu này. Không nghĩ tới ở chỗ này hắn bị ép dùng đến. Khố lê đối với mình một chiêu này lòng tin mười phần, hắn tin tưởng kế ngôn kia một kiếm tuyệt đối gánh không được. Nhưng mà rất nhanh, khố lê vừa lộ ra nụ cười liền động lại, tại bạo tạc âm thanh bên trong hắn quỷ trảo biến mất hắn đặt vào kỳ vọng cao công kích không công mà lui Cố Lê khó có thể tin cái này thế nhưng là thiên cấp công pháp hắn quỷ trảo làm sao yếu ớt như vậy Cố Lê không nguyện ý tin tưởng nhưng là hắn không thể không tin tưởng kế ngôn lại một kiếm đánh tới Cố Lê lần này đã tới không kịp ngăn cản phúc bị kiếm quan chính xác Cố Lê biến mất tại kiếm quan bên trong thấy cảnh này tất cả ma tộc tu sĩ cùng nhau nghẹn ngào kiếm thứ ánh mắt âm tàn đối tùy tùng nói đi giết hắn người cùng sủng vật